Xá Lợi Tử, như cái danh sắc xứ chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong sắc xứ không có danh, trong danh không có sắc xứ, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sắc xứ cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc sắc xứ hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, ở trong mười phương ba đời không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong thanh hương vị xúc pháp xứ không có danh, trong danh không có thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thanh hương vị xúc pháp xứ cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh nhãn giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong nhãn giới không có danh, trong danh không có nhãn giới, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhãn giới cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc nhãn giới hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có danh. Trong danh không có sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh nhĩ giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong nhĩ giới không có danh, trong danh không có nhĩ giới, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì nhĩ giới cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc nhĩ giới hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, không có danh. Trong danh không có thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh hoặc thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh tỷ giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong tỷ giới không có danh, trong danh không có tỷ giới, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tỷ giới cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc tỷ giới, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có danh. Trong danh không có hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh thiệt giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong thiệt giới không có danh, trong danh không có thiệt giới, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thiệt giới cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc thiệt giới, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có danh. Trong danh không có vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh thân giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong thân giới không có danh, trong danh không có thân giới, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thân giới cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc thân giới hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có danh. Trong danh không có xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cùng với danh, tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh ý giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong ý giới không có danh, trong danh không có ý giới. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì ý giới cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc ý giới, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có danh. Trong danh không có pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh địa giới chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong địa giới không có danh, trong danh không có địa giới. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì địa giới cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc địa giới, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh thủy hỏa phong không thức giới, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong thủy hỏa phong không thức giới không có danh, trong danh không có thủy hỏa phong không thức giới. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì thủy hỏa phong không thức giới cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này, nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh Thánh Đế Khổ chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Thánh Đế Khổ không có danh, trong danh không có Thánh Đế Khổ. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Thánh Đế Khổ cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Thánh Đế Khổ, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh Thánh Đế Tập Diệt Đạo chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Thánh Đế Tập Diệt Đạo không có danh, trong danh không có Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Thánh Đế Tập Diệt Đạo cùng với danh tự tánh đều là không. Trong cái không của tự tánh, hoặc Thánh Đế Tập Diệt Đạo, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh vô minh chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu, trong vô minh không có danh, trong danh không có vô minh. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì vô minh cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh. Hoặc vô minh, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não. Chỉ là cái bên ngoài được thu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não, không có danh. Trong danh không có hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh. Hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh bốn tịnh lự chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bốn tịnh lự không có danh, trong danh không có bốn tịnh lự, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bốn tịnh lự cùng với danh, tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh. Hoặc bốn tịnh lự hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có danh, trong danh không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc Đại Bồ Tát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh tám giải thoát chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong tám giải thoát không có danh, trong danh không có tám giải thoát. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tám giải thoát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc tám giải thoát hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không có danh. Trong danh không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Cái danh Đại Bồ Tát cũng là như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp. Đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Xá Lợi Tử, như cái danh bốn niệm trụ chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bốn niệm trụ không có danh, trong danh không có bốn niệm trụ, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh, hoặc bốn niệm trụ, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Như cái danh bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có danh, trong danh không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc danh đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái danh Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, chỉ là cái bên ngoài được thâu nhiếp, đối với mười phương ba đời, không từ đâu đến, không đi về đâu, cũng không trụ ở đâu. Trong Đại Bồ Tát không có danh, trong danh không có Đại Bồ Tát, chẳng phải hiệp, chẳng phải ly, chỉ giả bày ra. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát cùng với danh tự tánh đều là không, trong cái không của tự tánh, hoặc Đại Bồ Tát, hoặc danh, đều không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là Đại Bồ Tát chỉ có giả danh. Hết quyển thứ 66.